làm chùm nhãn nhỉ. Nhãn ngon như thế này. Ngọt ngọt á? Mày không thích ăn nhãn ngọt à? Thế nó ngon này. Ngon hả? Mày với nhãn ngon. Đây. Cùi này. Đấy. Tôi dưới nhãn lên chụp cái ảnh này. Quả đây. Nhát đằng quả. Bê thì đéo là nhát này. Bê thì đéo là được, nặng bố mẹ lên. Tí nữa là kiểu gì cẩu là chả có ấy. Công nhận đẹp nhỉ, nhãn này đẹp thật. Nó luôn chú bọ xít này. Bảo bê cây lên để nó chụp kiểu ảnh nhưng mà lặng lắm đéo bê được. Cái hồng xiêm này, nhãn mới bưởi. Cách đòi tán 2 mét. Con kia thì được. Một bọ xít kinh thế. Nhìn rẻ nhỉ. Đấy, các ông quen tôi quá rẻ luôn này. Quả này là bao nhiêu đây? Vanh 100 mới nhỉ. Ô vanh 100. Ô tổ vanh hơn 100 đây này. To đấy, vanh bọn này to đấy. Đây chụp đi, đấy chụp đi nguyên tán đây. Tán con này hơn mét rồi, mét rưỡi 2 mét. 8 mét rưỡi rồi. Phát thân cao rồi, to không? Phát thân mẹ. Đấy, xếp được cái xe này cũng là như xe ngoản chứ đéo thì 1, 2, 4 quang. Thế, bưởi đây. Bưởi này thì ối xì nằm mà. Bưởi trông nó khủng khoằm quá, làm bưởi Tết cũng không làm được. Tay chân là quạnh quạng. Nó mà thoát thân nên là ngon đây. Là hàng bao tiền đây, thoát thân đi. Đây là hàng hơi quạnh quạng. Đây nhãn đây. Đây là củ nhãn, thằng này vẫn bán được mấy nghìn một cân. Các ông biết không? Cái loại dở hơi này nhá. Mà con thằng mạnh nó vẫn cứ cắt về xong rồi tí nữa nó vứt lên xe ba bánh, vẫn bán được mấy nghìn một cân này này. Cân củ nhãn này này. Các ông hình dung chưa? Ngày trước tôi bảo là tôi mẹ cái loại này mang về làm mẹ gì. Nó bảo ôi rồi vẫn bán được mấy nghìn một cân đấy. Vẫn bán được mấy nghìn một cân củi này đấy. Cái này này. À, đây gọi là củ nhãn này. Bán để cho kiểu người ta về người ta làm than củi ấy. Đấy các bạn hình dung chưa? Cái loại này này. Chả biết là mấy nghìn, nhìn mấy hay mấy nghìn. Đây. Cây nhãn. Đây, xếp xe đây. Cái củi này kho cá ở làng Vũ Đại à? Chả biết ngày xưa nó bảo là nghe nói là mình hỏi nó ấy. Nó không đéo biết là ai mua. Nó chỉ biết là bán được thôi. Nghìn ba hay nghìn mấy ấy. Đấy nhãn này. Đấy. Này. Thoát thân đẹp. Rẻ. Mấy trăm nghìn. Thủy nó đang nhận khách là có 500 à. 500 hay 600. Anh em về mẹ hết rồi. Nhận tiền xong là về rồi. Hết ngày công rồi. Mà nó cây ở trên xe nó cứ thả bịch xuống. Mình bảo thả thế không sợ vỡ bầu à. Nó bảo là đất thịt. Cây trên xe kìa, cứ dốc đít xuống như là nó bịch. Bây giờ cái còn có 2 cây ở đây thì là nó cho cẩu ấy. Đấy đây này, tán con này thì đến mẹ đến 3 mét. Nhè. Đây quả của nó đây này. Ông nào ông ấy, đôi khi các ông ấy bảo là mẹ nhãn ngon thì chúng nó bán đéo gì, nhưng mà vào cái đất quy hoạch này này. Như này, đường ra ruộng như này. Đường ra ruộng như này là các ông biết là nó phải tầm đéo biết bao nhiêu nhỉ. Thế này. Để tôi đo cho các ông đường này. 1 mét này, 2 mét này, 3 mét này, 4 mét này, 5 mét này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 12 mét à, 11 mét. Ơ đi dép trái à. Dép trái. Còn nhãn đây. Đây. Đi dép trái á. Đi dép trái rồi con ạ. À. Mẹ đấy, đây. Chất trái chân trái chân phải đây. Đây. Nhãn vặt ở trên cây này nó quá mùa rồi nhưng không quá lước. Ngon toàn ngón tay cái.
Hàng này là cũng là cái hàng nhãn không chăm sóc gì ấy. Đấy, cùi này ngọt, thơm, không quá nước. Thơm à? cái này là hương chi hay là cái gì? Siêu ngọt. Siêu ngọt à? Ừ, thế nào ngon nhỉ? Đấy, thoát thân này. Mẹ mai ra vườn là vặt. Siêu ngọt là nó đắt hơn các loại nhãn ở tôi đấy. Này, cốc vanh này khéo mà vanh 100 con bả. Mai mà sáng mai cho ông xem. Không mua nhanh thì hết. Không mua nhanh đấy. Mai bố mày live stream bố bán theo kiểu giỏ hàng bây giờ chứ nị. Bán theo kiểu giỏ hàng. Hồng xiêm này. Bưởi này. Bầu này. Bưởi này tôi chưa ăn nhưng anh em đang ăn quả dưới kia, tôi thấy vỏ đầy ấy. Không biết có ngon hay không. Bưởi ngon nào? Bưởi gì? Ngon. Ngon nhưng bưởi gì chứ mày, làm cái giống mày hỏi bưởi gì nên bảo cái bưởi ngon. Bưởi này gọi là bưởi đào đường. Bưởi đào đường à? Đào đường là bưởi đào đúng không? Đào đường là một quê ở đéo đâu ấy, là quê đào đường ấy. Ở cái xã đào đường ấy, huyện đào đường ấy, người ta đặt tên là bưởi đào đường ấy. Ngày xưa bán giống là chỉ biết là bưởi đào đường thôi, còn không tra được cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Đi. Nhưng mà bảo là khách người ta tự đánh thì em làm đéo thì có miếng gì nhỉ? Chỉ bán cây thôi à? Chỉ nói mật khẩu là Mạnh Thọ Bình thôi à? Là người ta cho vào à? Mai mày cũng đánh cây ở đây à? Ừ, cũng... ông nằm võng kia thôi chứ gì? Hả? À, ở đây làm đéo có cổng. Bắt guốt đấy, còn phải bắt guốt à, có cổng kìa. Có cổng. Đấy, cho các bạn xem thế thôi nhá. Nhãn thì to. Hay chờ cẩu lốt rồi đấy. Cẩu lốt rồi. Rồi về. Cái hàng nhãn này là cái hàng thoát thân cao. Cây khá đẹp. Đi. Xe hàng này con cái thủy làm mớ. Mớ mẹ gì. Cái hàng này là một ông ở Vũng Tàu ông ấy bán. Mình có ấy đâu. Cái hàng này. Vâng. Em về trước đây. Này đường nó rộng mười mấy mét đường ra ruộng đây này. Đường ra ruộng 12 mét đúng không? Hơn 10 mét. Cái thứ hai nữa là đấy các bạn biết là tại sao nó rẻ thì các bạn nhìn thế này. Đấy, người ta giải tỏa mặt bằng đi. Kinh quá nhỉ. Quay thì đéo nào có nhìn thấy cái gì đâu, tối mù. Mai các ông xé. Và nhãn đền bù những cái hàng này hàng đẹp. Hàng này nó thật ra là mình cũng chưa nhìn thấy hàng này nó bao giờ. Đây ví dụ như là Nam Nguyễn là nó cũng ấy thế này, nó hôm trước nó cứ gợi đòn mình thế này. Bao nhiêu tiền một ký gam thì đéo ai bán à cái củi kia. Củi hình như anh em chúng nó bán nghìn mấy một cân củi. Còn nhãn này thì bây giờ tôi cũng chả biết. Còn đây là anh em thì bán cho Vũng Tàu. Mai mới có khách của mình. Hàng này công nhận hàng đẹp. Nó thoát thân cao. Xong rồi tay tán cũng được này. Còn nhãn đền bù bình thường là nó thấp, thoát thấp. Còn hàng này ngày mai các bạn cũng xem hay là tí nó cẩu lên là các bạn biết. Mày thử nâng một cây lên để cho cái thủy nó chụp ảnh à? Nâng được không? Mẹ con Mạnh nó đéo nâng được, con cái thủy nó bảo là anh nâng lên để em chụp cái ảnh. Đéo nâng thì đéo là được. Hàng này công nhận tay tán mới cả thoát thân cao. À cô về à? Về đánh ván cờ xong rồi. Mai còn đi sớm. Đấy. Hiểu chưa? Nhãn đền bù với nhãn trồng công trình như thế này này. Hoặc là cái nhãn mà để cho các bạn mà kiểu bán cho biệt thự các thứ ấy. Ở các nơi khác người ta không có nhãn này, đây trồng như thế này gọi trồng công trình này. Còn trồng đền bù tức là nhà các bạn đang có ruộng ấy. Xong các bạn xả xuống các bạn trồng, mua các bạn trồng, trồng thế là nhà nước lại đền bù cả tiền đất của các bạn và cây gắn liền với đất. Thì các bạn sẽ được đền bù cây như giá của tôi ở đây là nó tầm 3-4 triệu. Tầm 3-4 triệu một cây nhãn rồi đấy, đã được đền bù rồi. Còn đây là bán là ăn thêm thôi. Ăn thêm. Thêm do người trừ tiền công kia các thứ này, công cán của anh em nữa này. Chứ làm đéo gì một mớ. Ông nào mà mua được cái cây này mới làm một mớ này. Mua cây này xong rồi cũng được đền bù tầm 3-4 triệu này. Đấy gọi là nhãn chí phèo với nhãn rạch mặt này cầm đấy. Đây bây giờ không phát lại là 21:54 này. Hiểu chưa? Nhìn cây nhãn bây giờ xem đến tầm này hỏi là nhãn à bán gì đấy. Đây đường đi xuống ruộng này. Thôi đi về đây. Đấy như thế này view thế này có phải là anh em nó vui vẻ không? Mẹ view toàn 50-10 đã hết đầu.
Có bán cây mận không anh nhá? Mận thực ra là đang nghiên cứu cái vấn đề là không biết là dưới xuôi này nó có ra quả không đấy. Đấy, mận này. Mận xuôi có ra quả không nhỉ? Không. Đấy. Nó bảo là không luôn nhưng tôi bảo là chưa biết có ra quả hay không, tại vì nhiều anh em người ta đang bán mận này. Người ba bán cái mận này. Ở khu vực miền Bắc này không. Thôi để cho các bạn ấy nhá. Tôi đi về đây. Về còn chưa ăn đây. Mận chưa biết là có ra quả ở miền Bắc này không đâu. Chỉ ở trên kia thôi.